Với bộ dàn cao kê này thì khuyến cáo các bác và anh em nên chơi ở mức độ vừa phải, không thì sẽ làm mất tình cảm hàng xóm láng giềng các bạn nhé, có thể gây ra mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Xin chào các bác nhé, anh em chúng em lại tiếp tục đang sắp xếp bộ dàn cao kê cho anh Lượng ở thành phố Ninh Bình. Bộ dàn cao kê của anh Lượng thì sẽ gồm các thiết bị như sau, thì mời các bác và anh em cùng tham khảo. Tất cả là thiết bị đồng bộ và cùng một màu đen luôn, từ loa cho tới loa trầm cho tới cục đẩy và mic. Nói về đưa loa thì là một trong những đưa loa full chép kèn bát 30, một trong thương hiệu Vinwood chính hãng. Phiên bản này sử dụng là bát 30 và chép kèn thì nó là dòng loa 2 đường tiếng và karaoke chuyên nghiệp, lớp sơn sần e căng bằng thép rất là chắc chắn, logo Vinwood định vị ở giữa. Phiên bản này thì có hai cái có cái thiết kế rất là đẹp, có hai cái phần, đó là phần trên và phần dưới. Với cơ bản thiết kế thì nó cũng giống như dòng loa full thông thường thôi, nhưng mà đặc biệt là cái chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Độ nhạy của lên đến 90, xin lỗi, độ nhạy chúng ta cùng xem lại đây. Độ nhạy lên tới 97 decibel, trở kháng 8 ohm, công suất 450W một quả này. Và đằng sau thì cũng có thiết kế đầu lưu trích và tay móc ở trên này các bác nhé, sơn đen sần, rất là khỏe khoắn, nam tính, mạnh mẽ. Và kết hợp với đó là một quả loa siêu trầm S1800, cũng cùng cái thiết kế giống như là loa full. Đấy, cũng một lớp sơn sần rồi e căng bằng thép bát 40 từ gân vải tầm dầu. Đấy. Và khi này em đang nghe với cục đẩy đến vang X7DAC, cục đẩy tích hợp tất cả trong một. Có sẵn giải mã nâng tiếng chống hú và gần như là rất là dễ sử dụng, chúng ta không cần phải can chỉnh gì nhiều. Và trên cùng là một chiếc nâng tiếng CV800 Ultra, và khi mua cả bộ thì được tặng một cặp mic không dây là 4.9 các bác nhé. Rất là cảm ơn anh Lượng đã yêu mến và ủng hộ cho em bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Đấy, tổng bộ dàn cao kê này chỉ có giá là 23.800.000 đồng thôi ạ. Đấy, một cái mức giá rất là yêu thương cho bộ dàn cao kê chính hãng, đồng bộ, chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời như này. Đấy, chúng ta sẽ cùng nghe và thưởng thức các bạn nhé. Đấy, lên luôn, quá hay. Chỉ cần to nhỏ nhạc ở đây các bạn nhé. Đấy, và chuyển qua lại giữa chế độ loud nhất và karaoke ở đây rất là dễ sử dụng. Với bộ dàn cao kê này thì khuyến cáo các bác và anh em nên chơi ở mức độ vừa phải, không thì sẽ làm mất tình cảm hàng xóm láng giềng các bạn nhé, có thể gây ra mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Rất là cảm ơn anh Lượng đã ủng hộ cho bộ dàn cao kê ngày hôm nay, và kính chúc anh Lượng và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và có thể mang tiếng hát tiếng cười đến cho hàng xóm láng giềng và cho cuộc sống của chúng ta thêm yêu đời hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Ok, đóng hàng được rồi em.